Và như vậy thì mình sẽ tạo một cái project mới, và tạo như thế nào để cho nó hiểu và nó chạy, thì thầy sẽ nêu cái project của chúng ta. Các bạn chọn Dynamic Web Project, chỗ này chúng ta sẽ ghi là Java 4 Lab 1, Java 4 Lab 1 Net. Và ngay ở đây nè, các bạn tạo thêm cho thầy một cái folder ha. Tại chỗ này các bạn sẽ new một cái folder giúp cho thầy. Folder này ở đây mình là src xịt main xịt resource ha. Các bạn tạo cái thư mục resource ngay ở đây luôn. Ok, như vậy mình sẽ có được hai cái thư mục, được chưa nào? Hai cái thư mục ngay ở chỗ này, và chọn Next Finish. Khi các bạn tạo được cái folder như vậy, tạo được cái project như vậy rồi, thì trên cái Java 4 Lab 1 của mình, trong cái Java Resource, nó sẽ có hai cái folder. Một folder là Java, một folder là Resource. Như vậy trên cái folder này thì chúng ta tạo tiếp một cái folder con nữa là meta inf. Đây, ở trên này các bạn sẽ new, click chuột phải, new một cái folder meta trừ inf finish. Rồi mình có cái thư mục meta inf ở đây, và các bạn sẽ copy hoặc là các bạn tạo cái file persistent hôm trước là mình đã tạo rồi, thầy copy code cho các bạn rồi đó, thì các bạn sẽ copy cái file này dán qua, copy dán qua cái reset mới của mình. Như vậy trong cái folder này chúng ta đã có cái file persistent ở đây, file cấu hình. Trong file này chúng ta sẽ chỉ đường dẫn đến cái database của mình có cái tên là polioe. User chúng ta đăng nhập SQL Server SA password song long. Như vậy đó là những cái mà cấu hình cần thiết để mà chúng ta chạy cái dữ liệu trong cái SQL Server. Đây là cái project mới của mình, khi các bạn tạo ra nó sẽ có trong cái Java Resource, nó sẽ có là main Java main resource. Được chưa? Rồi trong cái Java này các bạn sẽ new giúp cho thầy một cái class, new một cái class entity là user. New một cái class entity user. Ở trong package các bạn sẽ để là entity có s ở dưới đây, các bạn sẽ để là user không s. User này là user không s. Được chưa? Kết thúc. Và mình có cái lớp user này thì các bạn sẽ code ở trong cái hướng dẫn của mình đó. Các bạn sẽ có cái code của cái lớp user, nó sẽ bao gồm có entity. À mình quên một cái nữa rồi. Mình sẽ chuyển cái dự án của mình thành Maven đã, rồi mình mới có được mấy cái annotation này. Ở chỗ cái dự án mà mình mới tạo, các bạn sẽ click chuột phải. Được chưa? Các bạn click chuột phải. Các bạn sẽ chọn phần config nè. Click chuột phải lên dự án á. Đây, click chuột phải lên cái dự án nha. Click chuột phải lên cái dự án của mình. Chọn vô phần config convert to Maven project, thấy chỗ này chưa? Rồi, convert Maven project. Những thông tin này các bạn có thể thay đổi, các bạn có thể để nguyên. Và sau khi mình convert xong thì dự án của các bạn nó sẽ tạo ra một cái file gọi là file form. File form ở dưới này. HTML.
Và trong Waveform này nó sẽ cho các bạn đưa các cái dependency vào để các bạn tải các cái package hỗ trợ cho cái dự án của mình. Các bạn đưa cái dependency vào để các bạn tải. Và trong cái phần build này thì các bạn sẽ có phía sau cái build, các bạn enter xuống, các bạn sẽ gõ vô đây. Các bạn sẽ dùng cái dependency có S này ha, tức là mình sẽ đưa nhiều cái dependency vào. Các bạn sẽ sử dụng các cái dependency mà mình xài cho dự án. Như vậy thì trong dự án này mình sẽ cần xài cái gì? Mình cần xài là Hibernate và SQL Server. Còn cái Lambox này là mình sử dụng cái annotation là data để cho nó tự tạo cái getter setter cho mình ha. Như vậy thì các bạn sẽ thêm các cái dependency này vào, thêm các cái dependency vào, Ctrl C, và mình bỏ vô cái dependency lúc nãy, lưu lại. Và khi các bạn lưu thì ở dưới này nó download nè. Nếu mà nó download chưa xong thì bạn sẽ click chuột phải lên cái dự án của mình. Các bạn chọn Maven và chọn Update Project. Thì nó sẽ tải các cái thư viện về cho mình. Project Java 4 Lab 1. Rồi mình sẽ qua cái phần user, các bạn sẽ thử gõ vô cái annotation của chúng ta đầu tiên. Rồi entity, nó đã hiểu được cái entity và nó đã import được cái thư viện vào cho chúng ta. Rồi ở trong phần này chúng ta sẽ có những cái liên quan để mà xây dựng một cái entity. Đúng không? Ví dụ mình liên kết với table nào, rồi cái ID là tên gì, cái này chúng ta đã học ở bài trước, thì chúng ta chỉ cần là lấy lại cái phần dữ liệu này là ok. Phần này chúng ta không có nói nhiều về chỗ này bởi vì chúng ta đã học từ bài trước rồi. Rồi như vậy là chúng ta đã có dữ liệu của cái user entity của chúng ta. Và các bạn sẽ xây dựng một cái class là DAO, DAO, để các bạn thao tác dữ liệu với cái entity user. Thì các bạn sẽ new một cái class mới và các bạn đặt cái package không phải là entity nữa, mà package của chúng ta là DAO có S. DAO có S Data Asset, đúng không? Object. Và chúng ta sẽ đặt cái package này, đặt cái class này là gì? Là User DAO. User DAO. Trên cái User DAO này, chúng ta sẽ kết nối vào cơ sở dữ liệu và chúng ta thao tác xử lý dữ liệu cho cái Entity User. Trong cái DAO này chúng ta sẽ khai báo thứ nhất ha, để kết nối đến cơ sở dữ liệu và chúng ta xử lý nó. Chúng ta dùng cái Entity Manager để chúng ta quản lý. Chúng ta sẽ tạo ra một cái chuỗi để Entity để chúng ta sẽ lấy dữ liệu trên cái Entity User và chúng ta bắt đầu viết các cái method để mà lấy dữ liệu. Trên này chúng ta sẽ lấy cái method đầu tiên là file on. Các bạn xem ở đâu đó là cái file on này
nó sẽ xuất dữ liệu luôn. Nhưng mà đối với thầy, thầy không làm như vậy. Thầy dùng file all là nó sẽ trả ra một cái list. Tại vì sau này các bạn thao tác dữ liệu là các bạn thao tác trên danh sách, chứ mình không có in ra. Không có ai mà đi in cả. Muốn in thì in, muốn gán thì gán, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà mình lấy dữ liệu xong thì mình đẩy nó ra một cái danh sách. Được không? Đó là cái quan điểm để mà mình dễ làm việc sau này. Như vậy chỗ này mình sẽ có một cái package là file on. Mình trả ra file on. Cái cấu trúc lệnh này hôm trước chúng ta đã học rồi. Bây giờ mình chỉ làm lại để mình thực thi lại thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ viết tiếp một cái class để sử dụng cái tao đó. Thì chúng ta cũng new một cái class mới. Và class này chúng ta gọi cùng tên là lab 1 luôn. Như vậy chỗ này thầy để là xa và 4 lab 1. Và package của chúng ta các bạn để là control L. À, package các bạn để là control L giúp cho thầy. Đối với lại cái dự án của chúng ta, được chưa? Các bạn để cái thư mục controller và các bạn sẽ viết code, các bạn gõ vào đây. Dự án, rồi, finish. Trong cái phần controller này, chúng ta sẽ viết cái gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ gọi cái hàm main. Để mà chúng ta thực thi được chương trình thì chúng ta phải dùng main. Cái tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái user DAO bằng new user DAO. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị một cái danh sách. Chúng ta chuẩn bị một cái danh sách. Rồi, chúng ta chuẩn bị một cái danh sách ở đây. Chúng ta có list user. List user. Và chúng ta có list user bằng bằng cái gì? Bằng user tao chấm get on, get on rồi, file chứ, file, file on, lấy được cái danh sách user ra. Bây giờ mình có được cái danh sách user rồi, mình làm gì? Đó là chuyện của mình. Mình sẽ lấy cái list user này, các bạn có thể chấm for each, trong này mình sẽ làm gì đây? User user for it. T user làm gì nữa? Mình làm gì chỗ này? Rồi, đối với lại cái user này, mình sẽ đặt cái biến là user đi. US đi ha. Bây giờ mình mới ghi ra SL, mình sẽ in cái này ra. US chấm to string, rồi mình in cái user này ra.
Rồi mình chạy dự án coi nào. Run admin với cái application. Rồi, user của mình đã được lấy và in ra đây. To screen. Như vậy mình đã kết nối được cơ sở dữ liệu và mình đã in được cái, mình đã lấy được tất cả các user ra. Và cái cách viết của mình đối với lại cái DAO thì các bạn nên trả về một cái list user giống như thế này, chứ không có in ra bên này nha. In là lúc nào mình muốn thì mình in, còn không thôi, lấy là lấy ra danh sách, lấy ra đối tượng, được không? Rồi tương tự như vậy, đó là lab 1 bài 1 rồi đó các bạn. Mình sẽ lưu lại chỗ này là lab 1 bài 1 ha.